Hi, xin chào các bạn nha. Rất vui là các bạn trong video hôm nay nha. Thì trước mắt các bạn đây là chiếc xà lan các bạn. Cũng to đấy, chuẩn bị đi vào một cái kênh hẹp nè. Kênh này ở của Kiên Giang mình nha các bạn. Có một chị gái đứng ở trước cái đầu mũi để mà tiếp anh tài công qua những cái đoạn cua hẹp gắt như thế này nha các bạn. Lấy cái lái hết lái luôn trời. Rồi ba hỏi ăn trước có xà lan không, mà biết đầu là đi lên đó. Tới cái đoạn cua hẹp bắt đầu là bóp còi. Cái bô nổ như súng bắn vậy. Khói luôn rồi. Hình như là phía trước có cái xà lan thì các bạn, cho nên anh này anh né sát vô nhà luôn rồi nè. Đổ xuống đông luôn các bạn. Rồi. Nạp xích có đen luôn. Ở trên đang đổ xuống các bạn, né chiếc xà lan với chiếc ghe bầu đang chạy lên nha.
Chỉ cái bầu nạp xịt khói đen luôn. Wow. Cái bầu này chở lúa các bạn. Để chiếc xà lan mua vàng này chuẩn bị tăng tốc lên nha các bạn. Chiếc ghe luôn các bạn.
xuống các bạn, ngay chặn cái cua đó nha, rất là gắt luôn. Xà lan 20. Cái cô lái tài công luôn trời. Xà lan này của An Giang chở cát nữa các bạn. Đây có chiếc xà lan mini lên các bạn. Chuẩn bị qua cái đoạn cua gắt thì ai cũng đi gan trước ngồi, có ngồi mũi gì hết trơn nha các bạn. Dầm nấu có một lon một hộp à. Tới nhầm khi có bữa tôi ăn, bữa tôi không ăn nữa. Thay mẹ tôi chỉ ăn cái càng lớn. Đây một chiếc xà lan chuẩn bị lên các bạn. Ở phía sau như có một chiếc xuồng tâm bản hay gì nè, chạy sau đít của nó. Có chị gái chèo đò qua sông nè các bạn. Xiết lên dây ơi. Đây có bà chị bà chuẩn bị đi gần trước để mà đứng mũi nha các bạn. Xà lan này chắc chở đồ khô nè, cho nên có cái bạc lua ở trên. Thank you.
hai chiếc xà lan đang qua mặt các bạn. Cái đoạn sông này mà qua một cái là chí mí luôn. Tiếng còi vang lên là khi qua cả đoạn cua các bạn. Chiếc ghe lúa đang lên đây nè. Chiếc xà lan này đang di chuyển lên cái cua gắt các bạn. Chở sình hay gì nè mà mình thấy hay là chắc chạy lên cạn hay gì. Đóng vào cái bận sình trên quá trời. Tới đoạn cua gắt nó bắt đầu là thòng ga xuống rồi nha. Thank you.
loại vậy á, thì dữ quá dài. Nước mình thấy nó đổ ở đây cũng vừa vừa nha các bạn, không có đổ mạnh cho mấy. Chị gái mà đứng lên mới hỏi chiếc xà lan ở trên đổ xuống, các bạn có ghe nào xuống không đó để mà tăng tốc lên nha.
xuống thêm một chiếc xà lan khẩm nữa nè các bạn, xà lan chả đá nha. Bởi vì anh xà lan nổi anh chần chừ cái khúc đó, đó là cái khúc giống như là cái bụng của cái con sông nha các bạn. Nó cái có đoạn đó là nó rộng nhất nha, cho nên là tới khúc đó thì người ta trả số lại để cho mà nó đi từ từ nè các bạn. Xà lan khẩm nước xuôi đi vận tốc cũng nhanh cực kỳ luôn ta. Ở phía đó là cái bến đò các bạn, bến đò người ta đưa qua đưa lại. À, bắt đầu là anh né cái lái qua một bên là tăng tốc lên nè. Đây chiếc ghe chấu các bạn di chuyển trong cái kinh nè, chế cái đầu chứa chấu cái hình chữ V này nhìn đẹp quá các bạn, nhìn từ xa ảnh như là một cái sân bay vậy. Đây, anh chuẩn bị né anh xà lan nè. Xà lan đang chạy lên nè, này anh đổ xuống. Có hai người ngồi hai bên như hai vị thần vậy ha.
Nghe cháu mà vô kinh này khó chạy lắm các bạn. Nó hẹp cực kỳ luôn, cả nó né cái là bê kìa. Bê cái lái vô trong luôn. Đây anh xà lan đang di chuyển lên các bạn. Đây chiếc xe cuốc Hitachi các bạn, AX135 nha. Chiếc này 05. Đây chiếc xà lan chở cát các bạn, đang đổ xuống nè. Cái này đổ theo xuôi dòng nước nha.